chúng tôi rất là lưu tâm đến những cái diễn biến mới nhất mà nó rất là khác lạ liên quan đến những cái vụ tranh chấp ở Biển Đông trong thời gian gần đây. Nó khác là chỗ nào? Thưa quý vị, là nếu như cái bản tin chúng tôi có đưa trong thời gian gần đây thì quý vị cũng biết rồi, tức là Trung Quốc hiện nay đang cho cái tàu gọi là cái tàu là Hải Dương Địa Chất số 8 cùng với những cái tàu cùng với tàu Hải Dương Địa Chất số 8 thì một loạt những cái tàu hải cảnh để hộ tống cho cái tàu này đó thì đang hoạt động ở trong cái thềm lục địa của Việt Nam. Tức là nói một cách khác thì hiện nay những cái tàu này hoạt động trái phép trong cái thềm lục địa của Việt Nam. Thì nhưng mà nó hoạt động một tháng nay, thì gần một tháng, tức là hoạt động khoảng theo những cái thông, nó hoạt động từ khi nào thì thực sự khó ai biết được. Nhưng mà cái người mà đưa tin chính thức là một cái ông giáo sư, ông trợ lý giáo sư ở tại một cái trường đại học Mỹ ấy, thì có lên tiếng cập nhật những cái hình ảnh thì cho biết là những cái hoạt động này nó diễn ra khoảng từ ngày 3 tháng 7. Như vậy sau một thời gian dài ấy, thì chính quyền Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam, người đại diện, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam mới chính thức lên tiếng và chỉ đích danh là Trung Quốc là hãy rút lui ngay và chấm dứt những cái hành động gây hấn, những cái hành động vi phạm quyền chủ quyền của Việt Nam ở trên cái vùng biển đó. Thì có một cái điều lạ là gì? Quay trở lại mà chúng tôi muốn nói với quý vị ngay từ đầu, tức là điều lạ là gì? Nếu như năm 2014 thì khi mà Trung Quốc chỉ cần đưa một cái giàn khoan đến cái thềm lục địa Việt Nam và tiến hành khai thác thăm dò là lập tức người dân ở trong nước sẽ biểu tình, đã biểu tình rất là rầm rộ xung quanh vấn đề này. Nhưng ngược lại, vào cái thời điểm hiện nay, những cái báo chí chính thống ở tại Việt Nam đã kêu là có một cái đặc biệt, có một cái bài báo ở Việt Nam mà người ta đã phân tích, người ta đã nói là nói rõ luôn, tức là ngay cái tựa đề là của cái tờ Vietnamnet, thưa quý vị, nói là huy động toàn dân để bảo vệ chủ quyền và phẩm giá của dân tộc. Nhưng mà tức là hiểu một cái cách nào đó, tức là người ta có bật đèn sen cho cái việc biểu tình phản đối Trung Quốc. Thế nhưng có một cái điều lạ là gì? Là người dân không có đi biểu tình nữa. Người dân không có biểu tình chống Trung Quốc nữa. Thì thưa quý vị, tại sao như vậy? Thì người ta cho rằng là cái lòng yêu nước của người ta bị lợi dụng. Khi mà năm 2014 người ta đi biểu tình, người ta xuất phát từ những cái tiếng nói từ trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam, của mỗi người dân yêu nước, thì người ta biểu tình để phản đối những cái hành động ngang ngược, những cái hành động sai trái của phía Trung Quốc, thì lại bị đàn áp. Trong khi thời điểm hiện nay, những cái báo chí có lời chính thống kêu gọi, có một cái độ mở, cái gợi mở về cái việc biểu tình chống Trung Quốc, thì người dân người ta không thèm. Hoặc là những cái nhà bất đồng chính kiến người ta không muốn đi biểu tình nữa, vì cho rằng nếu biểu tình trong thời điểm này là bị lợi dụng, là lòng yêu nước của họ đã bị lợi dụng. Thì thưa quý vị, cụ thể thì trên cái website của mình thì luật sư Lê Công Định là một cái người bất đồng chính kiến thì có nói là nếu nhà nước bật đèn sen để dân xuống đường biểu tình lên án Trung Quốc vi phạm chủ quyền đất nước, tôi sẽ dứt khoát không đi. Chúng ta không thể làm con cờ trong tay của nhà cầm quyền này. Thì như vậy thì thưa quý vị, là cái một cái động thái rất là lạ. Tại sao mà khi Trung Quốc có cái sự xâm phạm chủ quyền lãnh hải như vậy, xâm phạm vào cái bờ cõi thiêng liêng của người Việt Nam như vậy, thì người Việt Nam vốn bấy lâu nay đã phản đối rất nhiều vấn đề này, thì cái đợt này họ lại không xuống đường để phản đối nữa. Và họ nói rằng có một cái ý họ nêu là nếu mà nhà nước muốn thì cái chuyện để nhà nước lo trong cái việc bảo vệ chủ quyền. Thì không biết là xung quanh những cái vấn đề này, Liên Nga có cập nhật thêm những cái luồng ý kiến khác ở trên mạng về vấn đề này như thế nào? Thì thưa anh, thì Liên Nga cũng nghĩ rằng là một cái điều rất đơn giản là người dân Việt Nam họ không có đi biểu tình trong cái sự việc mà gọi là rất là đáng lưu tâm lần này. Đây là một vụ việc lớn vừa diễn ra tại bãi Tư Chính mà thực sự, thưa quý vị, là người dân Việt Nam, người cộng đồng của chúng ta tại Hoa Kỳ cũng như là người dân trong nước họ cũng vô cùng lưu tâm lắm. Trong những cái tuần vừa qua, đây là một cái vụ việc rất lớn chứ không có đơn giản, bởi vì nó cũng có thể dẫn tới một cuộc xung đột võ trang giữa Việt Nam và Trung Cộng. Người dân lưu tâm chứ, nhưng người dân có thể trong những ngày này họ chưa đi biểu tình thôi. Linh Nga nghĩ rằng có thể họ chưa đi biểu tình, chứ mình cũng không nói khẳng định là họ không đi biểu tình, bởi vì sự việc này nó chưa diễn ra, có thể họ sẽ đi biểu tình. Nhưng một cái vấn đề, nếu như tại sao họ chậm trễ thì đúng thôi, bởi vì
chính quyền Hà Nội cũng chậm trễ mà. Thì cũng như hôm qua, anh Hoàng Giang và Linh Nga cũng đã nói với quý vị rằng là chính quyền Hà Nội quá chậm trễ. Ngày hôm qua và trong tuần này, rất là nhiều những giáo sư tại Hoa Kỳ, giáo sư tại Âu Châu và một cái giáo sư về ngành luật tại Việt Nam, các ông giáo sư đều lên tiếng khuyến cáo chính quyền Hà Nội là hãy kiện Trung Cộng theo cái phụ lục số 17 tại Công ước về Biển Đông năm 1982, gọi tắt là UNCLOS. Thì Việt Nam chắc chắn sẽ thắng kiện, bởi vì các vị giáo sư phân tích rất nhiều vấn đề trong đó và biết rằng nếu Việt Nam mà kiện Trung Cộng trong vấn đề về Biển Đông, Việt Nam sẽ thắng. Nhưng mà rất nhiều nhà phân tích và bình luận họ đã lên tiếng chỉ trích chính quyền Việt Nam là đã quá chậm trễ. Bởi vì trên thực tế thì chính quyền Cộng sản Việt Nam họ cũng rất nhiều năm về trước họ đã nói rằng, họ đã thông báo rằng là chúng tôi đang chuẩn bị hồ sơ tài liệu để mà kiện Trung Cộng về vấn đề Biển Đông. Nhưng mà cái lời loan báo này đã diễn ra nhiều năm rồi, và đến ngày hôm nay thì chính quyền Việt Nam vẫn đang chuẩn bị các cái tài liệu. Và các vị giáo sư họ nói rằng có lẽ cái hành động chuẩn bị này nó sẽ còn kéo dài nhiều năm nữa. Thì cái việc ngày hôm nay mà người dân Việt Nam họ chậm trễ, chưa đi biểu tình, thì nó cũng giống như cái hành động mà chính quyền Hà Nội họ cũng chậm trễ mà thôi. Và một trong những cái điều đó nói một cái lời là có thể người dân họ có những cái điều mà họ bị mất niềm tin. Cũng giống như là người dân Hồng Kông, họ cũng mất niềm tin đối với chính quyền của Hồng Kông. Khi mà họ mất niềm tin thì người ta sẽ có những cái hành động mà người ta sẽ không làm theo ý muốn của chính quyền trong cái thời điểm đó. Thì đấy là điều cũng rất là dễ hiểu mà thôi. Và thưa quý vị, thì chúng tôi cũng còn nhớ là trên những cái thông tin mạng chính thống á, thì khi mà mỗi lần những cái người bất đồng chính kiến hoặc là những cái người mà có ý kiến là phản đối cái hành động Trung Quốc vào những cái thời điểm trước đó đó, trước cái thời điểm này đó, thì luôn luôn là bị những cái lực lượng tuyên truyền viên nói là nếu mà anh có nói hay thì anh đăng ký ra đi thẳng ra ngoài khu vực Biển Đông để mà chiến đấu, để mà bảo vệ chủ quyền, chứ đừng có đứng ở đó mà nói. Cái chuyện này là cái chuyện nhà nước người ta đang lo, người ta đang đau đầu, người ta đang lo vấn đề này, thì mấy anh đừng có biểu tình hay là đừng có ấy làm rối thêm tình hình. Thưa quý vị, cái chuyện đó nó thật là nó cứ gây ra một cái trạng thái mà chúng ta không biết là quý vị cảm thấy như thế nào, nhưng mà nếu mà ở Việt Nam á, thì quý vị cũng có thể thấy là người ta dùng cái từ nhân dân rất là nhiều, tức là đại biểu nhân dân, lực lượng chiến tranh toàn dân, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ nhân dân, rồi cái gì cũng là nhân dân, tức là ý là gì, là luôn luôn lấy nhân dân làm gốc, lấy dân làm đầu, lấy dân làm gốc. Nhưng mà khi mà người dân á, người ta từ những cái sự uất ức của người ta, từ những cái sự căm phẫn của người ta trước những cái hành vi bạo ngược của Trung Quốc, người ta xuống đường, người ta giăng biểu ngữ và biểu tình rất là ôn hòa. Thì thưa quý vị, là chắc quý vị cũng còn nhớ là nhiều người đã bị đàn áp, đã bị đánh đập bởi những cái lực lượng như gọi là những cái lực lượng thân chính quyền. Nhưng mà như quý vị cũng thấy trong những cái cuộc biểu tình Hồng Kông vừa rồi đó, có những cái lực lượng là mà mặc áo trắng mà bịt mặt đó, thì ở đây cũng vậy, nó cũng có nhiều cái lực lượng để mà đàn áp, chấn áp những cái người biểu tình, đánh những cái người biểu tình, gọi là có nhiều người là gãy xương rồi bể mặt rồi đủ thứ chuyện hết, rồi nào là bị tù đầy lớn, trong cái bị rất là nhiều người bất đồng chính kiến phản đối Trung Quốc đã bị cầm tù, đã bị bỏ vào nhà tù để mà cho biết thế nào là cái mùi tù trong đó. Thì cái chuyện đó bây giờ lại đi là có bài báo của Vietnamnet lại nói là huy động toàn dân để bảo vệ chủ quyền và phẩm giá của dân tộc. Nhưng lúc này thì Linh Nga cũng có thể không phải là mình bênh vực cho chính quyền Hà Nội, nhưng chúng ta cũng có một cái nhìn mà nó một cái nhìn thẳng thắn và công bằng thôi, thì có lẽ cũng có một cái lời giải thích cho họ đôi chút. Tất nhiên là cái lời trước đó thì Linh Nga cũng đã nói với anh Hoàng Giang và quý vị rằng người dân Việt Nam họ mất lòng tin. Họ mất lòng tin thì họ không làm theo cái điều mà chính quyền mong muốn. Nhưng cũng có một cái phía rất là nhỏ thôi đối với chính quyền Hà Nội, thì chúng ta cũng đã hiểu đó là dù sao Việt Nam cũng là một nước rất nhỏ. Nhỏ như một cái, mà Trung Cộng vẫn ví là Việt Nam là một cái tỉnh của Trung Cộng, đó cũng nó gần như một cái gì đó như vậy. Vì Việt Nam là một nước nhỏ đứng cạnh một nước lớn như Trung Cộng, cho nên chính quyền Hà Nội họ cũng có những cái vấn đề rất là khó xử của họ. Trong cái vấn đề mà thí dụ như vụ việc lần trước diễn ra như vậy, họ cũng như là cái vụ bãi tư chính vừa rồi, quý vị cũng thấy họ rất là trễ. Ngay cả sự lên tiếng của họ diễn ra từ đầu tháng 7, tới ngày 19 tháng 7 họ mới khẽ khàng lên tiếng. Và trước đó nữa thì cái chỉ thị của chính quyền Việt Nam đó là đi nhẹ nói khẽ. Cho tới ngày 16 tháng 7 thì phía Hoa Kỳ họ lên tiếng, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên tiếng bảo vệ cho phía Việt Nam.
cũng như là các cái giáo sư và cũng như là nhiều cộng đồng quốc tế họ lên tiếng để bảo vệ cho Việt Nam, thì tới ngày 19 tháng 7, Hà Nội mới mạnh mẽ hơn và dám đứng lên và nêu đích danh của Trung Cộng. Thì qua đó thì chúng ta cũng đều thấy một điều rằng là Hà Nội vẫn có một cái họ cảm đấy là họ rất là nhỏ bé trước Trung Cộng. Và có một cái sự e dè, một cái sự mà họ không có dám mạnh tay, bởi vì họ chỉ sợ họ mạnh tay thôi thì nó sẽ có những vấn đề khác nó sẽ diễn ra. Thì đó là một điều mà Linh Nga không phải bảo vệ cho họ, nhưng Linh Nga nghĩ rằng chúng ta cũng có thể nhìn thấy cái điều đó. Tất nhiên là với cái vụ việc lần trước mà khi người dân họ nổi lên họ biểu tình để mà chống Trung Cộng, thì tất nhiên là chính quyền khi đó có những cái sự đàn áp, thì như vậy chúng ta đều nhìn nhận rằng là có lẽ là đã không nên làm như vậy. Thế nhưng mà cho đến thời điểm này thì chính quyền Việt Nam họ mạnh tay hơn, bởi vì họ đã được cái sự mà trợ giúp, ủng hộ, kêu gọi của cộng đồng quốc tế và đặc biệt là Hoa Kỳ. Thì quý vị cũng đã thấy là giờ đây phía các giới chức Việt Nam họ dần dà không nhìn thấy rõ đâu, nhưng đã có cái sự dần dà là nghiêng về phía của Hoa Kỳ để mà tìm một cái sự mà một cái kiềng để mà đỡ chân cho họ trước cái vấn đề về Trung Cộng. Vâng, thưa quý vị, thì nó phân tích như Linh Nga thì cũng có những cái phần đúng, tại vì có những cái thế khó xử của họ. Tuy nhiên ở đây chúng tôi chỉ nói một cái góc độ hẹp hơn là tại sao những cái người mà người ta đi biểu tình phản đối Trung Quốc, người ta biểu tình trong một cái tình trạng rất là ôn hòa để phản đối cái việc cái hành vi bạo ngược, những cái hành động bạo ngược xâm lấn chủ quyền lãnh thổ, tức là người ta ở đây người ta muốn thể hiện cái lòng yêu nước của họ, chỉ có đơn giản vậy thôi. Tôi nghĩ họ chỉ đơn giản là muốn thể hiện cái lòng yêu nước của họ. Thế nhưng tại sao họ bị cấm và tại sao họ bị đàn áp? Thì ở đây có một cái mà có lẽ chúng ta cũng cần nói, tức là không có ai được độc quyền trong cái việc yêu nước cả. Cái việc yêu nước là cái quyền của mỗi người dân, là cái tâm tư tình cảm, là cái tình cảm rất là thiêng liêng. Nó xuất phát từ trong đáy lòng của mỗi người dân đất Việt. Thưa anh, cái cuộc biểu tình hồi cái năm 2014 thì Linh Nga cũng xin nói lại, bởi vì mình phải nói nó rất là đúng là hầu hết là ôn hòa. Nhưng mà những cái cuộc biểu tình mà nó diễn ra tại cái khu vực Bình Dương và Hà Tĩnh thì lại trở thành bạo loạn. Cái đó thì nó sẽ xách động thêm nhiều cái. Nhưng mà không, nó có bạo loạn năm 2014 anh. Thì có bạo loạn năm 2014 và trong những cái cuộc bạo loạn lại tại Bình Dương và Hà Tĩnh thì trở thành những cái cuộc bạo loạn, và sau đó đã có cả những người biểu tình bị thiệt mạng. Nhưng mà những cuộc biểu tình ở những nơi khác thì hầu hết là ôn hòa. Và thì trở lại, thưa quý vị, thì đúng là nó có những cái bạo loạn đó, và thưa quý vị là không có ai có thể mà độc quyền bày tỏ cái lòng yêu nước của mình cả. Không có ai được độc quyền đó, thì tôi không, nghĩ đó như vậy cũng là một trong những đó. Cái nền chính của cái vấn đề khi chúng ta nói tới vấn đề là bởi vì Việt Nam là một nước mà cộng sản, một nước chủ nghĩa xã hội, thì họ phải có, đó là giống như Việt Nam, Trung Cộng hay là Bắc Hàn hay là Nga, họ có chung một cái hệ thống về chính trị như vậy, trên đó là những cái điều mà chúng ta cũng rất là dễ hiểu. Chính vì vậy mà nó có những cái vấn đề nó khác biệt, thưa anh, nhưng mà cái vấn đề ở đây chúng ta cần phải nói tới đó là cái hiện trạng hiện nay thì cái chính quyền Việt Nam họ cũng đã dần dà có những cái bước thay đổi, nhưng mà nó rất là chậm trễ. Rất chậm trễ, nhưng cái sự nó đổi thay nhưng đã có thưa quý vị, nhưng rất chậm trễ. Thì chúng tôi cũng chỉ hy vọng rằng là cái tiếng nói dân chủ của người dân sẽ được mở rộng hơn. Và phía Việt Nam nên có những cái hành động mạnh mẽ hơn nữa và nhanh chóng hơn nữa đối với vấn đề của Trung Cộng hiện nay. Và Việt Nam cũng nên tự tin rằng là đã có những cái quốc gia lớn của quốc tế, đặc biệt trong đó có Hoa Kỳ, là họ sẵn sàng đứng phía sau để đỡ cho Việt Nam. Thì Việt Nam nhân cái cơ hội này nên đệ đơn kiện như là lời khuyến cáo của các cái giáo sư quốc tế và Hoa Kỳ, cũng như là các giáo sư luật mà tên tuổi tại Việt Nam trong cái tuần lễ vừa qua. Thì cũng hy vọng rằng sẽ có những cái điều đó nó sớm diễn ra, thưa anh.